Chào mừng các bạn đã quay lại với vlog của Nhiếm. Thì giữa tình hình các bạn đang thấy là sự bảo giá của con Canon G7X Mark II từ mức giá là 5,5 triệu, bây giờ nó đã lên mức giá 15-17 triệu từ một chiếc máy ảnh cũ cho đến một chiếc máy ảnh mới đó. Thì mức giá nó rất là chát luôn, và nó kiểu như là nó không phù hợp, nó không có tương thích với cái giá tiền nữa. Thì hôm nay Nhiếm sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy ảnh kỹ thuật số nó chất lượng hơn con Canon G7X Mark II nhiều. Và cái cầm, khi mà các bạn cầm con máy này lên thì các bạn sẽ thấy được độ đẹp trai xinh gái của mình luôn đó. Thì hôm nay Nhiếm sẽ giới thiệu cho các bạn con Leica. Đó, các bạn thấy là logo đỏ chất thằng chẹt và có cái hiệu là chữ Leica đây đúng không đó. Thì khi các bạn cầm cái này lên thì các bạn sẽ tự nhiên là thành trai xinh gái đẹp liền. What the hell? Tại vì khi mà các bạn nhắc đến thương hiệu máy ảnh Leica thì ai cũng biết là nó rất giá, nó rất là cao, rất là mắc và rất là chát. Nhưng mà con máy này hiện tại nó chỉ có với mức giá 16,5 triệu thôi. Thì cái này là Nhiếm mượn bên đại ca có Nhiếm là anh Dũng bên Nguyễn Thị Minh Khai đó, TD Camera đó anh em. Đó, thì các bạn nào muốn mua máy này thì cứ qua liên hệ với ảnh ha, và xem máy ảnh trực tiếp luôn. Thì cái này là hôm bữa Nhiếm qua chơi, Nhiếm show được của ảnh. Rồi, quay lại chủ đề chính thì Nhiếm sẽ giới thiệu sơ qua về con Leica DLX-Try109 đó. Thì đây là một dòng máy ảnh của Leica. Nói chung là trong Leica thì nó có rất là nhiều loại luôn, và đây là một máy ảnh kỹ thuật số của nó đó. Và nó rất là phê luôn các bạn. Nhìn này, ngoại hình này rất là đã và nhỏ gọn luôn. Tại vì các bạn có thể thấy không, nhìn nó rất gọn và body nó rất là chắc chắn luôn. Đây là cái nắp cáp, nó có chữ Leica luôn nè mọi người. Nó nhìn rất là sang. Và khi mà Nhiếm sử dụng máy này, nói chung là khi mà Nhiếm sử dụng máy này mới khoảng được vài ngày thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích nó luôn. Thích ở nó ở chỗ gì? Cái này là Nhiếm cảm nhận trực tiếp khi mà sử dụng về em này nhé. Đó là một người sử dụng chứ không phải là một người quảng cáo về chiếc máy ảnh này. Thì đây các bạn có thể thấy là cái body, đầu tiên là cái body nó rất là nhỏ luôn. Thì so với kích thước ha, thì các bạn thấy là đây là con iPhone 12 của Nhiếm, và đây là chiếc máy ảnh Leica. Đây các bạn có thể so sánh về cái độ ngang dọc của nó ha. Đó, còn về độ dày thì các bạn có thể thấy là nó như thế này. Đó, các bạn có thể thấy là nó, đây là cái con iPhone 12 và đây là cái chiếc máy ảnh Leica. Đó, nó rất là nhỏ luôn và nó cầm rất là, tuy nó nhỏ nhưng mà nó cầm rất chắc tay và đậm nhé mọi người. Tại vì nó là kim loại, nó body của nó là hầu như là kim loại hết đó, nên độ đầm chắc của nó rất là tốt. Nó có ống ngắm luôn nhé mọi người đó. Và nhìn sơ qua nữa là khi các bạn thấy những dòng máy ảnh kỹ thuật số khác thì thường đa phần là nó sẽ có thêm cái flash theo máy, nhưng mà con Leica này thì không, nó có một cái gắn flash rồi đó. Cái này là điều cảm nhận mình thấy ở Leica đó. Nhưng mà nói về chụp đêm thì con này rất là tuyệt vời nha các bạn. Nó tuy nó không có flash thì các bạn có thể dùng flash điện thoại hay là một nguồn sáng khác để mà chụp nó. Nhưng mà bù lại thêm một cái nữa là cái khẩu độ của nó là nó lớn tới 1.7 luôn mọi người. Đó, thì cái cho ánh sáng rất là nhiều luôn. Và khi mà độ mở, khi mà các bạn cũng biết là dòng kỹ thuật số, khi mà các bạn zoom á thì khẩu nó sẽ thay đổi theo. Thì những dòng khác là nó thay là từ khẩu từ 2.8 cho đến 4.5 hay 5.6 gì đó. Nhưng mà em Leica này thì nó cho khẩu độ rất là lớn, từ 1.7, và khi các bạn zoom max luôn á thì nó chỉ ở 2.8 thôi. Đó, rất là tuyệt vời luôn khi mà các bạn chụp đêm này kia. Nó rất, nói chung là rất là dễ cho các bạn sử dụng, cho các bạn những cái tấm ảnh mà chân dung á, nhất là chân dung. Tại vì khẩu độ thì nó giúp cho các bạn chụp chân dung xóa phông, thì Nhiếm cũng có chụp và test thử cho các bạn xem đó, thì các bạn có thể xem ha. Rồi, nhìn sơ thêm một cái nữa là khi các bạn nhìn cái body build của nó đây, thì đây là cái phần ống kính gắn liền trên máy, và cái đây là phần body chính của nó. Thì đây là cái màn view, và khi các bạn mà chụp trực tiếp trên file mà trên cái con máy này, các bạn nhìn trên cái view này á, thì cái màu sắc của nó rất là đã luôn các bạn. Fuji V là gì, là phê, còn con này sẽ là đã. Nói chung là gì đó. Rồi, thì cái đây á, là cái vòng, đây là cái vòng xoay về tốc độ của nó, thì nó sẽ có phần A là auto đó, rồi T giới hạn của nó, và từ 1 2 3 4 1 2 4 8 15, đó là tốc của nó. Rồi các bạn chỉ cần xoay thôi, còn nếu các bạn không xoay thì các bạn cứ để A và auto
Rồi đây là nút chụp, còn đây là cần gạt và để zoom, cần gạt để zoom tới lui đó các bạn. Đó. Rồi đây là bánh xe bù trừ sáng của nó. Phần F này là FN như những trên máy như Sony chẳng hạn. Đó là để các bạn setup ha. Cái phần F này á, sẽ là cái nút F này á, sẽ là cái phần mà để các bạn như lút màu đó các bạn. Nó rất là nhiều màu luôn và nó nhiều chế độ chụp. Nó có cả chế độ chụp T-shirt, chụp panorama rồi màu này kia rất là nhiều. Đó, cái này một phát bạn ăn liền luôn các bạn không cần phải về dùng Photoshop hay là một cái gì hết. Tại vì nó đã có trên máy luôn, nó rất là đã đúng không? Rồi, về phần phía trước, đây là ống ngắm. Các bạn để muốn chụp tiết kiệm pin hay là những lúc mà trời nắng gắt quá, các bạn muốn để biết rõ hơn hay là nhìn rõ hơn thì các bạn nhìn vào cái EV này. Đó, thì nó rất là giả luôn. Đây là còn đây là màn hình để live view của nó, màn hình để các bạn xem lại ảnh. Đó, thì đây là nút quay. Thì con này quay ở chế độ là 4K25 frame nha các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Đó và nói chung là với một cái body nhỏ như này mà quay 4K25 cũng là một điều rất là đã nha các bạn. Rồi nó có cả wifi để các bạn trực tiếp kết nối luôn. Đó, rất là tiện dụng. Rồi nó có những cái bánh xe ISO, white balance, rồi các vùng lấy nét, rồi menu là nằm ở giữa. Đó, nói chung là rất là đơn giản luôn. Con này nhìn vô là cái ai cũng có thể sử dụng. Rồi, rồi khi mà các bạn trên lens đây, mình nói về trên lens thì trên lens đây là cái nắp cáp của nó là cái chữ Leica rồi, và ký hiệu của nó thì nó nằm khẩu, thì ở đây có khẩu là auto luôn. Nó trên này các bạn có thể xoay để về auto hoặc là các bạn để chỉnh theo 1.7 đến khẩu 16 nhé các bạn. Đó, và cái nút gạt để chỉnh chế độ AF, MF này kia thì nó nằm trên lens luôn nha các bạn. Các bạn chỉ gạt lên xuống thôi. Và chỉnh tỷ lệ khung hình thì nó cũng nằm trên cái lens này luôn. Là có khung 32, khung 16:9, khung 11, khung 43. Đó, rất là nhiều cái khung để mà các bạn có thể chụp một phát ăn ngay. Rồi, nói chung là cái này cũng không có gì nhiều các bạn. Và mình thích nhất ở chiếc máy này là ở cái màu và kiểu như là cái effect của nó các bạn. Cái effect là khi các bạn nhấn đây, để khi mà các bạn mở máy lên và các bạn nhấn vào cái effect chữ F bên đây. Đó, chữ F bên đây thì nó sẽ cho các bạn là 8 mục, 1 phần 8 mục để các bạn điều chỉnh trên đây ha. Nó có rất là nhiều màu sắc luôn. Các bạn chỉ cần chỉnh lên là xem view trực tiếp trên đây luôn là cái màu để các bạn lựa chọn. Đó, thì cái này là Nhiếm cũng có sẽ cho các bạn xem ảnh mà chụp từ một số cái effect này ha. Đó, rất là dễ luôn. Đó, nó có T-shirt, có này kia luôn các bạn, chụp đêm rồi chụp dạ nắng nữa. Ồ, rất là đã luôn. Và cái menu của nó thì nó cũng dễ lắm các bạn, nó cũng không có gì nhiều hết. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem ha. Nó không có gì nhiều, nó có quay time-lapse rồi panorama này kia thôi như những máy khác. Đó, nói tóm lại là khi mà Nhiếm cảm nhận về cái con máy ảnh này thì Nhiếm thích nó ở cái chỗ là cái màu. Cái màu của Leica thì nó rất là nó tê và đã các bạn. Đó, nói chung là mình thích như vậy. Rồi, cái body rất là nhỏ gọn. Thì cái này là các bạn đi du lịch này kia rất là thoải mái luôn. Quay chụp quay cả 4K25 frame. Đó, rất là thoải mái để các bạn sử dụng. Rồi, mình thích ở nó là ở cái chỗ mà nó có effect màu. Áp một cái vô chụp xong quăng wifi là có thể đăng được liền. Đó. Vậy tại sao bây giờ giữa một cái máy Canon G7X Mark II mức giá 15-16 triệu thì tại sao các bạn không chọn một con Leica như thế này? Nó đẳng cấp hơn, nó đẹp hơn, nó chất lượng hơn. Đó. Rồi, nãy giờ Nhiếm đã review xong con Leica DLS Type 109. Đó. Nếu các bạn thấy clip của Nhiếm hay thì các bạn hãy cho Nhiếm xin một like, một share và một subscribe nhé. Còn nếu các bạn muốn mua cái máy ảnh này thì các bạn cứ liên hệ với anh Dũng bên TD Camera ở bên Nguyễn Thị Minh Khai đó các bạn. Đó, để mà mua chiếc máy ảnh này ha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhiếm. Bye bye. Ok.